Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với chương trình thời sự ngày mùng 4 tháng 8 của Đài Phát thanh truyền hình Sơn La. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Khai trương website và bộ nhận diện hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. Đẩy mạnh liên kết vùng để phát triển kinh tế nông nghiệp. ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép ở biên giới Bắc Châu. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua ngày 3 tháng 8, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự khai trương website, công bố logo và bộ nhận diện của Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 để phục vụ truyền thông trong nước và quốc tế. Hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 tại thủ đô Hà Nội với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Sự kiện quan trọng này sẽ tiếp tục góp phần khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và chủ động của Quốc hội Việt Nam trong tổ chức liên nghị viện lớn nhất thế giới IPU. Logo được thiết kế để làm nổi bật hai yếu tố, chữ Y, chữ cái đầu của từ U, tiếng Anh thể hiện cho giới trẻ. 5 chữ Y đại diện cho các đại biểu đến từ Nam Châu cùng tề tự tại Hà Nội để tham dự hội nghị. Việt Nam với tư cách là nước chủ nhà được đặt ở vị trí trung tâm với màu đỏ vàng và ngôi sao năm cánh. Website của hội nghị tại địa chỉ nghị sĩ trẻ quốc hội vn được xây dựng với 5 chuyên trang, 8 chuyên mục thể hiện bằng hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Có đường link dẫn trực tiếp tới chuyên trang của hội nghị nghị sĩ trẻ thế giới lần thứ 9 tại địa chỉ ipu.org. Sáng nay tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã Ngọc Chiến đã tổ chức ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023. Đây là một trong 25 xã trên toàn quốc được Bộ Công an chọn làm điểm tổ chức ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023. Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại tá Trần Quý Trường, Phó cục trưởng cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an về phía tỉnh sơn la có đồng chí tráng thị xuân ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh đồng chí lê hồng long ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tổ chức tỉnh ủy lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự đồng lòng của toàn dân trong những năm qua, xã Ngọc Chiến đã để mạnh triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với nhiều mô hình hay và cách làm hiệu quả sáng tạo thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bản, bảo đảm các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh. Lực lượng công an xã tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, tham mưu cho các ủy chính quyền của xã xây dựng củng cố phong trào duy trì hoạt động 157 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, 15 tổ an ninh nhân dân, 16 tổ hòa giải, 16 đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn và một tổ liên gia tự quản phòng cháy chữa cháy. Từ đầu năm đến nay, các nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự đã tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 38 người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng. Các tổ, đội, nhóm cung cấp cho công an xã gần 100 tin giá trị về an ninh trật tự, giúp lực lượng công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở. Ngọc Chiến không còn là địa bàn nóng trọng điểm về ma túy, trở thành một trong những điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng của huyện Mường La và của tỉnh Sơn La nằm trong khuôn khổ các hoạt động ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023, điểm của Bộ Công an tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tối qua ngày 3 tháng 8 đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Khát vọng nơi miền quê cổ tích". Dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Hiếu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại tá Trần Quý Trường, Phó cục trưởng cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Bộ Công an, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Hồng Long ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Chương trình nghệ thuật được giàn dựng công phu, bài bản với sự tham gia của hơn 150 nghệ sĩ diễn viên, đội văn nghệ xung kích của huyện và đội văn nghệ quần chúng của các bản xã Ngọc Chiến đã biểu diễn 19 tiết mục ca múa nhạc, kịch với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người, quê hương Sơn La, Mường La đổi mới, lực lượng công an vì nhân dân phục vụ. Chương trình nghệ thuật đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình và để lại ấn tượng sâu sắc với đông đảo khán giả, tạo không khí vui tươi phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc. Chuỗi giá trị sản phẩm liên kết vùng là yếu tố quan trọng, đặc biệt để bảo đảm cho liên kết vùng có hiệu quả. Theo đó, việc đẩy mạnh liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung cầu hàng hóa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân nắm bắt tình hình cung cầu thị trường có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Đây là đánh giá của các đại biểu tại diễn đàn liên kết vùng trong phát triển kinh tế để phát huy thế mạnh địa phương, được tổ chức ngày 3 tháng 8 tại Hà Nội. Việt Nam là nước nông nghiệp, hơn 70% dân số ở vùng nông thôn và canh tác nông nghiệp. Nhưng chúng ta lại đang chưa thực hiện sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn để tạo ra sức cạnh tranh và nâng cao giá trị cho nông sản Việt. Thách thức lớn nhất hiện nay là thiếu sự liên kết kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có sự liên kết giữa các địa phương và vùng. Khâu vận chuyển hàng hóa là một khâu vô cùng quan trọng để giúp cho cái việc mà gọi là giá thành sản phẩm cũng như là chất lượng sản phẩm tốt nhất làm thế nào để được cái thời gian từ trang trại tới tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất. Những cái doanh nghiệp đầu tàu hiện nay người ta kinh doanh nông sản nói 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 riêng đấy và tôi nghĩ là nhiều trong nhiều lĩnh vực thì người ta cái không gian nó không phải là nó giới hạn bởi một cái địa phương hay một cái danh giới hành chính nào à, vấn đề quan trọng là chúng ta phải tạo ra cho họ một cái môi trường đối với lại các cái doanh nghiệp ấy, người ta rất yêu cần có cái sự thống nhất của các địa phương trong cái môi trường tạo cái môi trường kinh doanh thì tốt nhất cho họ để đẩy mạnh liên kết vùng gắn với phát huy thế mạnh địa phương Bộ Công Thương đề xuất thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về liên kết vùng. Việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về liên kết vùng thông qua các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành, các chính sách cụ thể sẽ góp phần tạo cơ sở pháp lý và là tiền đề để thúc đẩy phát triển liên kết vùng, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bình ổn thị trường. Ngày 3 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện đề án 06 của chính phủ, tổng kết đợt cao điểm cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm, các ủy chính quyền huyện Yên Châu đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung của đề án 06 của chính phủ, chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục triển khai các giải pháp làm sạch dữ liệu thông tin công dân, cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua nghiệp vụ đăng ký, quản lý cư trú và các nguồn tài liệu do Bộ Công an cung cấp. Hiện tại, lực lượng công an huyện Yên Châu đang quản lý và duy trì cập nhật thông tin 19.304 hộ với 85.104 nhân khẩu diện thường trú, 608 hộ với 1.787 nhân khẩu thuộc diện tạm trú. Đã tổ chức cấp 3.246 căn cứ công dân thu nhận 35.531 tài khoản định danh điện tử, đồng thời huy động được sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị xã hội, mặt trận tổ quốc, tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID. Kết quả đã tổ chức kích hoạt được 30.020 tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 đạt 102% chỉ tiêu tỉnh giao. Tại hội nghị, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện đến 06 cũng đã được đề cập như trình độ dân trí không đồng đều, điều kiện kinh tế khó khăn, một số người dân là người già yếu, bệnh tật, bệnh tâm thần, không có điện thoại thông minh hoặc không sử dụng số điện thoại cố định. Số lượng công dân vắng mặt trong một thời gian dài, thường xuyên thay đổi thời gian cư trú. Ngày 3 tháng 8, đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã có cuộc làm việc với Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sông Mã để kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2023. Trước đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay của các hộ dân ở bản Tân Hống và bản Nào Hò của xã Mường Sai. Tính đến hết tháng 7, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Sông Mã đạt trên 115 tỷ 900 triệu đồng. Doanh số thu nợ đạt 60 tỷ 318 triệu đồng, tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 634 tỷ 805 triệu đồng với 13.914 hộ vay tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được giao vốn đạt 98,8% kế hoạch, thực hiện cho vay các đối tượng chính sách theo Nghị định 28, tuyên truyền triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đánh giá cao công tác quản lý giải ngân các nguồn vốn của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sông Mã trong thời gian qua. Đoàn kiểm tra đề nghị Ban đại diện Hội đồng quản trị, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thường xuyên tuyên truyền thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, kiểm tra giám sát hiệu quả các chương trình nguồn vốn cho vay tại địa bàn, đặc biệt là nguồn vốn vay phát triển kinh tế đảm bảo đúng đối tượng. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc với các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lãnh đạo huyện Bắc Yên đã có cuộc làm việc với 16 chủ cơ sở làm du lịch trên địa bàn. Tại buổi làm việc đã có 10 ý kiến của các cơ sở du lịch chủ yếu thuộc các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, lao động việc làm, văn hóa, tài chính kế hoạch như việc các cơ sở vi phạm có bìa đỏ cấp sai và bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi quy hoạch lại có được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Định hướng phát triển du lịch của huyện, nhất là phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương như cây trồng vật nuôi, các sản phẩm ô cốp phục vụ nhu cầu của khách du lịch, xây dựng khuôn viên du lịch tại Tà Sùa, để tổ chức các sự kiện quảng bá bản sắc văn hóa du lịch của địa phương, đề nghị huyện thành lập tổ tư vấn hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, chủ cơ sở kinh doanh tiếp tục được kinh doanh đầu tư phát triển trong lĩnh vực du lịch. Tiếp thu ý kiến của các chủ cơ sở, huyện Bắc Yên đã giao cho các phòng ban chuyên môn có văn bản cụ thể giải đáp những vấn đề vướng mắc của các cơ sở. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, huyện Bắc Yên vẫn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chủ cơ sở duy trì sản xuất kinh doanh một cách bền vững theo lĩnh vực của mình nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời mong muốn các cơ sở hợp tác cùng huyện trong việc thực hiện kết luận số 10 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc chấp hành xử phạt, tháo rỡ các công trình vi phạm đã được chỉ ra. Đây cũng là căn cứ để huyện đề xuất với tỉnh xây dựng quy hoạch tổng thể giai đoạn 2021-2023 mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song hoạt động thương mại, dịch vụ của thành phố Sơn La vẫn có bước phát triển về quy mô, chất lượng, thể hiện vai trò động lực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố. Công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu được quan tâm thực hiện tốt, bước đầu đã xây dựng và phát triển một số thương hiệu sản phẩm ô cốp. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 15 chợ truyền thống, một trung tâm thương mại Vincom và Raza, một hệ thống siêu thị Winmark, 9 Winmark cộng và 9 siêu thị chuyên ngành điện máy, thiết bị di động, 24 cửa hàng xăng dầu, 98 cơ sở lưu trú, 377 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống. Đã tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản tổng sản lượng các loại quả gần 70.000 tấn, doanh thu gần 1.000 tỷ đồng, xuất khẩu 17.900 tấn cà phê nhân, xuất khẩu chủ yếu sang thị trường EU, Bắc Mỹ, Hoa Kỳ, các nước Trung Đông, Nhật Bản. Giá trị xuất khẩu đạt trên 63 triệu đô la Mỹ, kết nối giới thiệu đưa 52 sản phẩm tham gia các sàn thương mại điện tử, phát triển các loại hình kinh tế số như mô hình chợ 4.0, tập huấn chuyển đổi số thương mại, cài đặt điểm chấp nhận thanh toán, áp thanh toán không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ gần 70%. Trong thời gian 4 ngày, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 8, 70 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 của huyện Kỳ Nhai đã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023. Lớp học do Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện Quỳnh Nhai tổ chức. Các học viên được học tập và nghiên cứu 9 chuyên đề gồm quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Qua lớp bồi dưỡng, giúp học viên nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, vận dụng vào vị trí công tác của mình, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xác định công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nỗ lực triển khai các hoạt động thiết thực nhằm góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Gia đình ông Nguyễn Văn Thế thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản Pui Ba, xã Huy Tân, huyện Phú Yên. Để giúp gia đình ông Thế có được một nơi ở kiên cố hơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng. Anh em họ hàng, gia đình cũng tham gia giúp đỡ ngày công để ông Thế xây dựng ngôi nhà mới. Sau một thời gian thi công, ngôi nhà xây rộng 50m2, gồm một phòng khách, hai phòng ngủ đã được hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng khoảng 75 triệu đồng. Cùng với gia đình ông Nguyễn Văn Thể, từ nguồn quỹ xây dựng nhà đại đoàn kết, từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Phú Yên đã có 4 hộ gia đình nghèo được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hoàn thành bàn giao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Trong đó có hai ngôi nhà được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ hai ngôi nhà được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ xây dựng. Ngày 3 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Yên đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Thảo A Dơ, bản Trung Thành, xã Kim Bon do gặp hỏa hoạn. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Kim Bon, huyện Phú Yên cho biết, vào khoảng 21 giờ tối ngày 1 tháng 8 năm 2023, tại bản Trung Thành, xã Kim Bon đã xảy ra một vụ cháy nhà của hộ ông Thảo A Dơ. Nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do con dâu ông Dơ bị tâm thần, gom đốt quần áo trong nhà dẫn đến cháy nhà. Người dân và lực lượng dân quân, công an xã đã có mặt để dập lửa. Nhưng do lửa cháy lớn dữ dội đã thiêu dụi cả ngôi nhà cùng các tài sản vật dụng, lương thực trong nhà. Vụ cháy không có thiệt hại về người, cấp ủy chính quyền xã Kim Bon và gia đình đã nhanh chóng bố trí nơi ăn nghỉ, tạm trú tại nhà người thân trong gia đình và hỗ trợ tại chỗ về lương thực thực phẩm cho gia đình và báo cáo với cấp trên. Để động viên kịp thời gia đình hỏa hoạn, Ủy ban nhân dân huyện Phú Yên đã hỗ trợ cho gia đình ông Thảo A Dơ hơn 20 triệu đồng cùng một tạ gạo và một số nhu yếu phẩm khác giúp gia đình nhanh chóng vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định đời sống. Ủy ban nhân dân huyện Phú Yên cũng đề nghị cấp ủy chính quyền xã Kim Bon nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ gia đình xây dựng nhà ở mới, đảm bảo an toàn để gia đình yên tâm ổn định đời sống và sản xuất trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian qua, công tác quản lý xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới của tỉnh Sơn La luôn đảm bảo đúng theo quy định và yêu cầu về đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép đang có chiều hướng gia tăng. Để kịp thời ngăn chặn các đồn biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát người qua lại khu vực biên giới. Nghi nhận tại đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập. Thời gian gần đây tại khu vực biên giới của huyện Mộc Châu, hành vi bao che, tiếp tay, đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới có diễn biến phức tạp. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đã phối hợp đấu tranh bắt giữ 12 vụ, 12 đối tượng có hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép đơn vị đã ban hành các cái kế hoạch đấu tranh với các đối tượng, đồng thời là cử các tổ công tác để bám nắm tình hình địa bàn, đồng thời về đó là mật phục ở trên các tuyến biên giới, trên đường biên giới để đấu tranh kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng có các hành vi xâm nhập cảnh trái phép. Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức kiến thức cho nhân dân khu vực biên giới cũng được đẩy mạnh đồn biên phòng đã đến tận các bản biên giới cung cấp thông tin về công tác quản lý biên giới, quản lý xuất nhập cảnh, qua lại biên giới, những chế tài, mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm, đồng thời giúp người dân nhận diện các hành vi, phát hiện tố giác kịp thời các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tôi sẽ tuyên truyền tới bà con này và gia đình và với bản thân tôi, chính bản thân tôi cũng sẽ thực hiện tốt cái Chính trách không xuất nhập cảnh trái phép. Người dân biên giới được nâng cao nhận thức về các hành vi xuất nhập cảnh trái phép, từ đó nâng cao cảnh giác không để kẻ xấu lợi dụng, không tiếp tay cho các hành vi sai trái. Với sự đoàn kết của quân và dân biên giới sẽ góp phần mang lại hiệu quả trong công tác đấu tranh với các hành vi xuất nhập cảnh trái phép, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ổn định đời sống nhân dân và xây dựng biên giới ổn định phát triển thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình sơn la hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại